Xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy thì hôm nay thời tiết khá là lạnh và bắt đầu chính thức vào mùa đông rồi. Thì Shop Nhật Việt sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mà các bạn không lo bị lạnh nữa. Đó là chiếc áo khoác Urban Fit sưởi điện của Nhật Bản sạc bằng USB giữ ấm vào mùa đông. Các bạn có thể nhìn vào hình ảnh mà mình đang show thì đây là một cái phiên bản cải tiến mới nhất của 2020 giúp cho mùa đông không lạnh. Áo khoác đạt được cái khả năng làm ấm rất là nhanh chóng và không bức xạ an toàn trong 3 giây. Không giống như áo khoác sưởi điện sử dụng dây trước đây thì áo khoác điện sưởi Urban Fit nó sử dụng sợi carbon do Nhật Bản thiết kế và sản xuất làm ấm nhanh chóng và êm ái trong vòng 3 giây. Và so với nhiều cái loại áo khoác điện sưởi khác ở trên thị trường thì áo khoác sưởi điện Urban Fit nó không có chất phóng xạ và an toàn hơn. Có thể thấy là vào mùa đông thì chúng ta thường mặc rất là nhiều lớp áo và đôi khi thì nó cồng kềnh, nó khiến cho chúng ta khó chịu. Thì các bạn có thể sử dụng một chiếc áo sưởi điện, nó vừa giữ ấm cho cơ thể chúng ta, vừa an toàn và sẽ không phải mặc nhiều áo, nhiều cái lớp áo cồng kềnh nữa. Ngoài việc sử dụng cho bản thân này, cho gia đình của mình thì các bạn cũng có thể sử dụng chiếc áo sưởi điện Urban Fit để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè của mình nữa. Thì một số những cái thông số về chiếc áo Urban Fit đó là chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ trong 3 bước. Thấp nhất sẽ xấp xỉ khoảng 40 đến 45 độ C, trung bình xấp xỉ là 45 đến 50 và cao nhất sẽ xấp xỉ 50 đến 55 độ C. Nó cũng rất là thích hợp để sử dụng đi học hàng ngày, đi công tác, đi chơi hay là đi làm việc ở những nơi lạnh giá. Khi mà mua chiếc áo sưởi điện thì chắc chắn là các bạn sẽ phân vân không biết là nó có thể giặt được không. Nó hoàn toàn có thể giặt được và sản phẩm có đi cùng một túi để giặt. Khi giặt áo trong máy giặt thì các bạn có thể sử dụng nó. Tuy nhiên thì nhà sản xuất khuyến cáo các bạn nên giặt tay và giữ nhiệt độ nước giặt tối đa là 30 độ C. Các bạn có thể nhìn thấy là có cái công tắc nguồn để chúng ta có thể sạc pin. Tuy nhiên thì nó thiết kế nhìn cũng khá là thời trang. Một vài cái lưu ý của mình dành cho các bạn đó là chúng ta tuyệt đối không giặt khô, ủi hay là giặt cùng chất tẩy trắng và các bạn nhớ tháo pin trước khi giặt rồi để khô tự nhiên trước khi sử dụng. Cái chất liệu vải mềm chắn luồng không khí và trở thành lớp cách nhiệt giữ nhiệt hiệu quả cho cơ thể. Đồng thời thì tiết kiệm năng lượng và thời gian sử dụng đến 9 giờ ở 10.000 mAh và lên đến 18 giờ ở 20.000 mAh tùy theo cái tình hình sử dụng. Nguồn điện của nó sẽ là 5V hoặc là 2,1 A hoặc là cao hơn. Và công tắc nguồn thì có thể điều khiển hệ thống sưởi ở phía trước, phía sau của áo sưởi điện một cách độc lập. Thiết kế điều khiển độc lập mặt trước mặt sau cho phép các bạn sưởi ấm lưng và bụng một cách độc lập và thậm chí là có thể làm nóng 5 cái vị trí sưởi cùng một lúc. Các bạn có thể nhìn thấy cái bảng size của mình và chiếc áo này thì chỉ có màu đen thôi, nó sẽ thích hợp cho cả size nam và size nữ. Chiếc áo này thì có thành phần vật liệu được chứng nhận PSE và hệ thống sưởi bằng sợi carbon chạy bằng pin qua sạc USB. Tuy nhiên thì các bạn sẽ phải mua sạc riêng ở ngoài. Các bạn có thể liên hệ tới Shop Nhật Việt qua số điện thoại 0983 131 528 để được nhân viên tư vấn và đặt hàng, mua hàng. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.